Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình gác lại hết công việc, quây quần bên mâm cỗ nhỏ. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn được sống với cha, với mẹ. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những mảnh đời kém may mắn. Và những đứa trẻ của nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác tại phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh lại là một trong số đó. Hiện tại nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác đang nuôi dạy 62 em ở độ tuổi từ sơ sinh đến 20 tuổi. Phần lớn các em trong độ tuổi học tiểu học, một số em đang học cấp 3, một số khác học nghề tại các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Ngoài những em sơ sinh và những bé bị bệnh cần sự chăm sóc đặc biệt, số còn lại trong mái ấm đều được dạy dỗ để biết cách sống tự lập, tự giác, lớn có trách nhiệm chăm sóc, giúp đỡ các em còn bé hơn. Nơi đây chúng tôi luôn luôn tạo cho các con một ngôi nhà. Bởi vì ngôi nhà này thì là các con có đứa mới lọt lòng 1-2 ngày tuổi, chúng tôi đã nuôi nó rồi. Có đứa chị mới rúng còn đeo trong bụng thì cũng đã ẵm vô để nuôi rồi. Cứ mỗi mùa trung trăng, các bạn nhỏ lại mang trong mình sự háo hức, mong chờ được phá cỗ, được tặng đèn lồng và hát các bài hát quen thuộc mỗi dịp trung thu về. Dịp này, nhà tình thương Diệu Giác đã đón các đoàn sinh viên cũng như những khách thiện nguyện đến tổ chức trung thu và vui chơi cùng các bé. Bên đoàn phường mình cũng rất là vui khi mà và vinh dự khi mà được chùa cho phép tổ chức để đem hội trăng rằm trung thu cho các bé. Thì mong muốn là một cái chương trình sẽ mang đến cái sự ấm áp vui vẻ cho các bé trong một mùa Tết đoàn viên năm 2022. Em ở đây từ nhỏ à. Ở đây có bạn bè và anh chị. Em được mấy sư cô và các cô chăm sóc và em cũng coi đây như là một cái gia đình. Không chỉ thế, các bé còn được tham gia các trò chơi cùng với đoàn thiện nguyện, khiến sợi dây gắn kết càng được thắt chặt hơn nữa. Những phần quà tuy không lớn, chỉ là gói bánh, gói kẹo hay một chiếc đèn trung thu cũng đã đủ để khiến các bé cảm thấy phấn khích và vui vẻ. Mỗi phần quà trao đi là thêm hành động đẹp, lan tỏa tình yêu thương cho những trẻ mồ côi với mong muốn các em được đón Tết trung thu ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn nhất. Còn tại thủ đô Phnom Penh, các cháu thiếu niên và nhi đồng là con em gốc Việt tại Campuchia đã rộn ràng đón Tết Trung Thu 2022, được nhận nhiều phần quà Tết Trung Thu đậm tình cảm quê hương. Theo Văn Đỗ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, cô Thạch Thị Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Tiến đã giới thiệu về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu, hay còn gọi là Tết Đoàn Viên, diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Từ lâu, đây đã là ngày lễ đặc biệt dành cho các em thiếu nhi Việt Nam mỗi dịp mùa thu về. Thay mặt cho bà con gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chi, Chủ tịch Khmer Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu niên, nhi đồng ở Phnom Penh, nói riêng và cả nước nói chung đón Tết Trung Thu thật vui tươi, bổ ích. Sự xuất hiện của những món đồ chơi công nghiệp trong xã hội ngày nay đã khiến cho đồ chơi truyền thống dần bị lãng quên. Thế nhưng khi nhắc tới Tết Trung Thu, những món đồ chơi truyền thống tồn tại qua nhiều thế hệ lại mang những ý nghĩa đặc biệt không thể thay thế trong kho tàng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đèn kéo quân hay còn gọi là đèn cù, một trong những món đồ chơi độc đáo của trẻ em trong ngày Tết Trung Thu. Được làm từ những vật liệu dân gian dễ kiếm, hình dạng ngoài vuông, trong tròn, với trục xoay ở giữa cắm nến và bốn mặt giấy bên ngoài là bốn màn chiếu. Khi đốt nóng nến bên trong, trục quay được gắn các hình thù đặc trưng sẽ quay tròn tạo thành một câu chuyện. Nói về lịch sử của cái đèn kéo quân thì do chàng Lục Thức là người con có hiếu, bố chết sớm, nhà nghèo, chàng lại là người ham học. Thế thì vừa nuôi mình vừa nuôi mẹ lại đi học, thì bà mẹ già ở nhà ốm yếu thì rất buồn, ở nhà cô quạnh thì chàng nghĩ mãi, tìm ra làm ra cái đèn kéo quân để cho cái rối bóng luôn luôn hoạt động trong nhà cho mẹ vui đỡ buồn. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng Lục Thức thì nhà vua khuyến cáo dân chúng từ nay trở đi là Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu tức là rằm tháng Giêng và Tết Trung Thu nên làm những chiếc đèn lồng để trang hoàng những ngày Tết ngày hội, đặc biệt là cái đèn kéo quân để tôn vinh tấm lòng hiếu thảo của chàng Lục Thức. Không chỉ đèn kéo quân, nặn phỗng đất cũng là một thú chơi độc đáo của người Việt. Xưa vào dịp Trung Thu, nhà nào cũng có một bộ phỗng đất bày lên mâm Trung Thu. Chỉ một miếng đất nhỏ cùng một ít hồ trắng cũng đủ để đem đến niềm vui cho những đứa trẻ thời ấy. Tại vì bộ phỗng này nó mang có 5 nhân vật riêng khác nhau và mỗi nhân vật nó mang ý nghĩa khác nhau. Vào cái dịp Tết Trung Thu cổ truyền của quê tôi ấy,
thì là bày một mâm ngũ quả và trịnh trọng bày một cái bộ phỗng này lên trên cái mâm đấy và bày ra, các cụ bày ra giữa sân trời. Thế sau khi là các cháu đi rước đèn ông sao về từ hết tất cả ngõ ngách của các thôn quê làng xóm, trở về 9-10 giờ đêm trở về nhà, thì gia đình bố mẹ ông bà con cháu ngồi quây quần vào cái mâm cỗ này. Từ đó các cụ mới dựa vào cái bộ phỗng này, các cụ mới dạy con cháu từng nhân vật một. Đèn kéo quân hay phỗng đất là những món đồ chơi đặc trưng dân gian dịp Tết Trung Thu. Thế nhưng ngày nay, không phải bạn nhỏ nào cũng biết tới chúng bởi độ phổ biến không cao như đèn ông sao hay đèn lồng, mặt nạ, v.v. Tuy hình thức đơn giản, mộc mạc, thế nhưng lại chứa đựng nhiều câu chuyện dân gian và những bài học có tính giáo dục đằng sau nó. Những món đồ chơi Trung Thu truyền thống không chỉ mang giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước mà còn có tính giáo dục cao với những thế hệ sau. Đèn kéo quân, phỗng đất, tò hê, những món đồ chơi tuy đơn giản nhưng lại là nét đẹp văn hóa dân tộc độc đáo, sống mãi với thời gian. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến cho đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Cụ thể, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ ngày 10 tháng 9, Bộ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 này. Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định. Trước đó, từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, hệ thống thanh toán đã mở chức năng để thí sinh thực hiện xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển và nộp lệ phí xét tuyển. Tuy nhiên, các thí sinh và phụ huynh không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng khi thực hiện các thao tác thanh toán. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, hệ thống đã kéo dài thời gian mở đến 17 giờ ngày 4 tháng 9. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm mục tiêu tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân thành phố để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin sức khỏe ban đầu của người bệnh nhanh chóng, chính xác. Từng bước xây dựng dữ liệu lớn về sức khỏe của người dân thành phố. Thông qua đó, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân thành phố, xây dựng mô hình bệnh tật về các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, thành phố ưu tiên năm 2022 hoàn thành tạo lập hồ sơ sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ tại thành phố và được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên. Để giữ chân cán bộ y tế đang có chiều hướng ồ ạt xin nghỉ việc thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, Hà Nội dự kiến hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong lĩnh vực y tế gần 258 tỷ đồng. Cụ thể, với các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm, người trực tiếp làm chuyên môn y tế, lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn xét nghiệm, mức hỗ trợ 10 triệu đồng một người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế, quản lý, hành chính, mức hỗ trợ 7 triệu đồng một người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế, quản lý, hành chính, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Phòng y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, mức hỗ trợ 7 triệu đồng một người. Dự kiến kinh phí hỗ trợ là 257,8 tỷ đồng từ ngân sách cấp thành phố. Hôm qua, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với Australia, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức hội nghị giao thương doanh nghiệp Đồng Nai và doanh nghiệp Australia tại thành phố Sydney. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh tới các doanh nghiệp Australia. Trong đó nhấn mạnh, Đồng Nai là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, với mức tăng trưởng trung bình đạt 8% trong giai đoạn 2015-2020. Hiện tại đã có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai với hơn 1.500 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 32 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 17 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Australia với tổng số vốn đầu tư đạt gần 63 triệu đô la Mỹ. 18 doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, khu công nghiệp, kho bãi, các doanh nghiệp dịch vụ, cơ khí, vật tư, thiết bị điện, nông sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ tham gia đoàn công tác lần này đã có nhiều cơ hội để trao đổi, thiết lập mối quan hệ và tìm kiếm những đối tác mới tại Australia.
Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã trưng bày một số sản phẩm như hoa quả sấy khô, sản phẩm may mặc gốm sứ để giới thiệu tới các doanh nghiệp Australia. Ba biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các công ty của tỉnh Đồng Nai và công ty của Australia đã được ký kết trong lĩnh vực thực phẩm. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thế giới tiếp tục bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Nhiều hoạt động tưởng nhớ nữ hoàng Anh đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Dù lễ tang chính thức chưa được thông báo, song các nguyên thủ trên thế giới xác nhận sẽ tới Anh để tham dự. Thủ tướng Anh Liz Truss ca ngợi những công hiến không mệt mỏi của nữ hoàng đối với đất nước trong suốt 70 năm trị vì. In the hours since last night's shocking news, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới từng biết đến. Nữ hoàng là nền tảng mà nước Anh hiện đại đã được xây dựng trên đó. Bà đã khiến nước Anh trở thành quốc gia hiện đại, năng động, phát triển và hưng thịnh. Vương quốc Anh tuyệt vời như ngày hôm nay là nhờ nữ hoàng. Lá cờ Vương quốc Anh được treo rủ trên khắp các tòa nhà chính phủ và trụ sở công ty. Các sự kiện thể thao dự kiến diễn ra vào cuối tuần cũng bị xếp lại. Các trận đấu bóng đá trên toàn nước Anh cũng được tạm hoãn, trong đó có cả giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Thủ tướng Đức Olaf Scholz quyết định nước Đức sẽ để quốc tang cùng với Anh vì những đóng góp của nữ hoàng cho nước Anh, thế giới, cũng như sự hòa giải của bà cho Anh và Đức sau Thế chiến thứ hai. Nữ hoàng là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất của sự thừa kế chung của châu Âu, nền dân chủ và pháp quyền. Nữ hoàng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho đất nước và dân tộc mình. Ý thức về trách nhiệm của bà kiên định như một huyền thoại. Nước Đức đang nhìn nữ hoàng đầy lòng biết ơn, người đã đứng về sự hòa giải cho những kẻ thù trong chiến tranh trước đây là Anh và Đức. Dù tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chưa được Điện Buckingham công bố chính thức, song nhiều nguyên thủ quốc gia đã lên tiếng xác nhận sẽ đến Anh để dự, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, các thành viên cấp cao của các hoàng gia châu Âu, bao gồm cả vua và nữ hoàng từ Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan. Trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân chống lại bệnh bạch liệt, người đứng đầu thành phố New York, Mỹ, Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh này. Động thái của chính quyền thành phố đưa ra sau khi virus bại liệt được phát hiện trong các mẫu nước thải được lấy ở 4 quận nội thành chỉ trong tháng này. Theo đó, chính quyền thành phố khuyến cáo người lớn và trẻ dưới 2 tháng tuổi nên tiêm phòng virus bại liệt. Để đẩy mạnh công tác tiêm phòng, chính quyền thành phố cũng cho phép các bác sĩ, nữ hộ sinh và dược sĩ được phép tiêm vaccine bại liệt cho người có nhu cầu. Tình trạng khẩn cấp về dịch bại liệt có hiệu lực từ nay cho đến ngày 9 tháng 10 tới. Giới chức y tế New York đặt mục tiêu 90% người dân trong thành phố sẽ được tiêm chủng. Bệnh bại liệt có thể gây ra tình trạng bại liệt không thể phục hồi trong một số trường hợp. Đến nay, thế giới vẫn chưa có phương pháp chữa bệnh này. Tuy nhiên, bệnh có thể được ngăn ngừa với 3 mũi tiêm vaccine để đạt miễn dịch gần như 100%. Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình gác lại hết công việc, quây quần bên mâm cỗ nhỏ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn được sống với cha, với mẹ. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những mảnh đời kém may mắn. Và những đứa trẻ của nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác tại phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh lại là một trong số đó. Hiện tại, nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác đang nuôi dạy 62 em ở độ tuổi từ sơ sinh đến 20 tuổi. Phần lớn các em trong độ tuổi học tiểu học, một số em đang học cấp 3, một số khác học nghề tại các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Ngoài những em sơ sinh và những bé bị bệnh cần sự chăm sóc đặc biệt, số còn lại trong mái ấm đều được dạy dỗ để biết cách sống tự lập, tự giác, lớn có trách nhiệm chăm sóc, giúp đỡ các em còn bé hơn. Nơi đây chúng tôi luôn luôn tạo cho các con một ngôi nhà. Bởi vì ngôi nhà này thì là các con có đứa mới lọt lòng 1-2 ngày tuổi, chúng tôi đã nuôi nó rồi. Có đứa chị mới rúng còn đeo trong bụng thì cũng đã ẵm vô để nuôi rồi. Cứ mỗi mùa trung trăng, các bạn nhỏ lại mang trong mình sự háo hức, mong chờ được phá cỗ, được tặng đèn lồng và hát các bài hát quen thuộc mỗi dịp trung thu về. Dịp này, nhà tình thương Diệu Giác đã đón các đoàn sinh viên cũng như những khách thiện nguyện đến tổ chức trung thu và vui chơi cùng các bé. Bên đoàn phường mình cũng rất là vui khi mà và vinh dự khi mà được chùa cho phép tổ chức để đem hội trăng rằm trung thu cho các bé. Thì mong muốn là một cái chương trình sẽ mang đến cái sự ấm áp vui vẻ cho các bé trong một mùa Tết đoàn viên năm 2022. Em ở đây từ nhỏ à. Ở đây có bạn bè và anh chị. Em được mấy sư cô và các cô chăm sóc. Và em cũng coi đây như là một cái gia đình. Không chỉ thế, các bé còn được tham gia các trò chơi cùng với đoàn thiện nguyện, khiến sợi dây gắn kết càng được thắt chặt hơn nữa.
những phần quà tuy không lớn, chỉ là gói bánh, gói kẹo hay một chiếc đèn trung thu cũng đã đủ để khiến các bé cảm thấy phấn khích và vui vẻ. Mỗi phần quà trao đi là thêm hành động đẹp, lan tỏa tình yêu thương cho những trẻ mồ côi với mong muốn các em được đón Tết Trung Thu ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn nhất. Còn tại thủ đô Phnom Penh, các cháu thiếu niên và nhi đồng là con em gốc Việt tại Campuchia đã rộn ràng đón Tết Trung Thu 2022, được nhận nhiều phần quà Tết Trung Thu đậm tình cảm quê hương. Theo Văn Đỗ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, cô Thạch Thị Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Tiến đã giới thiệu về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu, hay còn gọi là Tết Đoàn Viên, diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Từ lâu, đây đã là ngày lễ đặc biệt dành cho các em thiếu nhi Việt Nam mỗi dịp mùa thu về. Thay mặt cho bà con gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chi, chủ tịch Khmer Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu niên, nhi đồng ở Phnom Penh nói riêng và cả nước nói chung đón Tết Trung Thu thật vui tươi, bổ ích. Sự xuất hiện của những món đồ chơi công nghiệp trong xã hội ngày nay đã khiến cho đồ chơi truyền thống dần bị lãng quên. Thế nhưng khi nhắc tới Tết Trung Thu, những món đồ chơi truyền thống tồn tại qua nhiều thế hệ lại mang những ý nghĩa đặc biệt không thể thay thế trong kho tàng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đèn kéo quân hay còn gọi là đèn cù, một trong những món đồ chơi độc đáo của trẻ em trong ngày Tết Trung Thu. Được làm từ những vật liệu dân gian dễ kiếm, hình dạng ngoài vuông, trong tròn, với trục xoay ở giữa cắm nến và bốn mặt giấy bên ngoài là bốn màn chiếu. Khi đốt nóng nến bên trong, trục quay được gắn các hình thù đặc trưng sẽ quay tròn tạo thành một câu chuyện. Nói về lịch sử của cái đèn kéo quân thì do chàng Lục Thức là người con có hiếu, bố chết sớm, nhà nghèo, chàng lại là người ham học. Thế thì vừa nuôi mình vừa nuôi mẹ lại đi học, thì bà mẹ già ở nhà ốm yếu thì rất buồn, ở nhà cô quạnh thì chàng nghĩ mãi tìm ra làm ra cái đèn kéo quân để cho cái rối bóng luôn luôn hoạt động trong nhà cho mẹ vui đỡ buồn. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng Lục Thức thì nhà vua khuyến cáo dân chúng từ nay trở đi là Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu tức là rằm tháng Giêng và Tết Trung Thu nên làm những chiếc đèn lồng để trang hoàng những ngày Tết ngày hội, đặc biệt là cái đèn kéo quân để tôn vinh tấm lòng hiếu thảo của chàng Lục Thức. Không chỉ đèn kéo quân, nặn phỗng đất cũng là một thú chơi độc đáo của người Việt. Xưa vào dịp Trung Thu, nhà nào cũng có một bộ phỗng đất bày lên mâm Trung Thu. Chỉ một miếng đất nhỏ cùng một ít hồ trắng cũng đủ để đem đến niềm vui cho những đứa trẻ thời ấy. Tại vì bộ phỗng này nó mang có 5 nhân vật riêng khác nhau và mỗi nhân vật nó mang ý nghĩa khác nhau. Vào cái dịp Tết Trung Thu cổ truyền của quê tôi thì là bày một mâm ngũ quả và trịnh trọng bày một cái bộ phỗng này lên trên cái mâm đấy và bày ra các cụ bày ra giữa sân trời. Thế sau khi là các cháu đi rước đèn ông sao về từ hết tất cả ngõ ngách của các thôn quê làng xóm trở về 9-10 giờ đêm trở về nhà thì gia đình bố mẹ ông bà con cháu ngồi quây quần vào cái mâm cỗ này. Từ đó các cụ mới dựa vào cái bộ phỗng này, các cụ mới dạy con cháu từng nhân vật một. Đèn kéo quân hay phỗng đất là những món đồ chơi đặc trưng dân gian dịp Tết Trung Thu. Thế nhưng ngày nay, không phải bạn nhỏ nào cũng biết tới chúng bởi độ phổ biến không cao như đèn ông sao hay đèn lồng, mặt nạ, v.v. Tuy hình thức đơn giản, mộc mạc, thế nhưng lại chứa đựng nhiều câu chuyện dân gian và những bài học có tính giáo dục đằng sau nó. Những món đồ chơi Trung Thu truyền thống không chỉ mang giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước mà còn có tính giáo dục cao với những thế hệ sau. Đèn kéo quân, phỗng đất, tò he, những món đồ chơi tuy đơn giản nhưng lại là nét đẹp văn hóa dân tộc độc đáo, sống mãi với thời gian. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến cho đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2022. Cụ thể, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ ngày 10 tháng 9, Bộ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 9 này. Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định. Trước đó, từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, hệ thống thanh toán đã mở chức năng để thí sinh thực hiện xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển và nộp lệ phí xét tuyển.
Tuy nhiên, các thí sinh và phụ huynh không tránh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng khi thực hiện các thao tác thanh toán. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, hệ thống đã kéo dài thời gian mở đến 17 giờ ngày 4 tháng 9. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm mục tiêu tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân thành phố để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin sức khỏe ban đầu của người bệnh nhanh chóng, chính xác. Từng bước xây dựng dữ liệu lớn về sức khỏe của người dân thành phố. Thông qua đó, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân thành phố, xây dựng mô hình bệnh tật về các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, thành phố ưu tiên năm 2022 hoàn thành tạo lập hồ sơ sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ tại thành phố và được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên. Để giữ chân cán bộ y tế đang có chiều hướng ồ ạt xin nghỉ việc thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, Hà Nội dự kiến hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong lĩnh vực y tế gần 258 tỷ đồng. Cụ thể, với các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm, người trực tiếp làm chuyên môn y tế, lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn xét nghiệm, mức hỗ trợ 10 triệu đồng một người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế, quản lý, hành chính, mức hỗ trợ 7 triệu đồng một người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế, quản lý, hành chính, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Phòng y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, mức hỗ trợ 7 triệu đồng một người. Dự kiến kinh phí hỗ trợ là 257,8 tỷ đồng từ ngân sách cấp thành phố. Hôm qua, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với Australia, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức Hội nghị giao thương doanh nghiệp Đồng Nai và doanh nghiệp Australia tại thành phố Sydney. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh tới các doanh nghiệp Australia, trong đó nhấn mạnh Đồng Nai là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, với mức tăng trưởng trung bình đạt 8% trong giai đoạn 2015-2020. Hiện tại đã có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai với hơn 1.500 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 32 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 17 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Australia với tổng số vốn đầu tư đạt gần 63 triệu đô la Mỹ. 18 doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, khu công nghiệp, kho bãi, các doanh nghiệp dịch vụ, cơ khí, vật tư, thiết bị điện, nông sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ tham gia đoàn công tác lần này đã có nhiều cơ hội để trao đổi, thiết lập mối quan hệ và tìm kiếm những đối tác mới tại Australia. Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp cũng đã trưng bày một số sản phẩm như hoa quả sấy khô, sản phẩm may mặc gốm sứ để giới thiệu tới các doanh nghiệp Australia. Ba biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các công ty của tỉnh Đồng Nai và công ty của Australia đã được ký kết trong lĩnh vực thực phẩm. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thế giới tiếp tục bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Nhiều hoạt động tưởng nhớ nữ hoàng Anh đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Dù lễ tang chính thức chưa được thông báo, song các nguyên thủ trên thế giới xác nhận sẽ tới Anh để tham dự. Thủ tướng Anh Liz Truss ca ngợi những công hiến không mệt mỏi của nữ hoàng đối với đất nước trong suốt 70 năm trị vì. In the hours since last night's shocking news, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới từng biết đến. Nữ hoàng là nền tảng mà nước Anh hiện đại đã được xây dựng trên đó. Bà đã khiến nước Anh trở thành quốc gia hiện đại, năng động, phát triển và hưng thịnh. Vương quốc Anh tuyệt vời như ngày hôm nay là nhờ nữ hoàng. Lá cờ Vương quốc Anh được treo rủ trên khắp các tòa nhà chính phủ và trụ sở công ty. Các sự kiện thể thao dự kiến diễn ra vào cuối tuần cũng bị xếp lại. Các trận đấu bóng đá trên toàn nước Anh cũng được tạm hoãn, trong đó có cả giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Thủ tướng Đức Olaf Scholz quyết định nước Đức sẽ để quốc tang cùng với Anh vì những đóng góp của nữ hoàng cho nước Anh, thế giới, cũng như sự hòa giải của bà cho Anh và Đức sau Thế chiến thứ hai. Nữ hoàng là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất của sự thừa kế chung của châu Âu, nền dân chủ và pháp quyền. Nữ hoàng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho đất nước và dân tộc mình. Ý thức về trách nhiệm của bà kiên định như một huyền thoại. Nước Đức đang nhìn nữ hoàng đầy lòng biết ơn, người đã đứng về sự hòa giải cho những kẻ thù trong chiến tranh trước đây là Anh và Đức.
Dù tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chưa được Điện Buckingham công bố chính thức, song nhiều nguyên thủ quốc gia đã lên tiếng xác nhận sẽ đến Anh để dự, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, các thành viên cấp cao của các hoàng gia châu Âu, bao gồm cả vua và nữ hoàng từ Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan. Trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân chống lại bệnh bại liệt, người đứng đầu thành phố New York, Mỹ, Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh này. Động thái của chính quyền thành phố đưa ra sau khi virus bại liệt được phát hiện trong các mẫu nước thải được lấy ở 4 quận nội thành chỉ trong tháng này. Theo đó, chính quyền thành phố khuyến cáo người lớn và trẻ dưới 2 tháng tuổi nên tiêm phòng virus bại liệt. Để đẩy mạnh công tác tiêm phòng, chính quyền thành phố cũng cho phép các bác sĩ, nữ hộ sinh và dược sĩ được phép tiêm vaccine bại liệt cho người có nhu cầu. Tình trạng khẩn cấp về dịch bại liệt có hiệu lực từ nay cho đến ngày 9 tháng 10 tới. Giới chức y tế New York đặt mục tiêu 90% người dân trong thành phố sẽ được tiêm chủng. Bệnh bại liệt có thể gây ra tình trạng bại liệt không thể phục hồi trong một số trường hợp. Đến nay, thế giới vẫn chưa có phương pháp chữa bệnh này. Tuy nhiên, bệnh có thể được ngăn ngừa với 3 mũi tiêm vaccine để đạt miễn dịch gần như 100%.